Thưa quý vị, công nghệ số đang dần thay đổi cơ bản hình thức cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Trong quá trình chuyển đổi số, ngành ngân hàng cần phải ứng dụng nhiều hơn nữa các công nghệ tiên tiến nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính sáng tạo. Công nghệ số là cơ hội để các quốc gia thúc đẩy tài chính toàn diện, hướng tới việc cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp và thuận tiện cho mọi cá nhân và tổ chức. Nhiều ngân hàng thương mại đã chủ động nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ và ứng dụng một số công nghệ, giải pháp mới để tạo ra một số dịch vụ thanh toán số, ngân hàng số, dự đoán doanh thu, nhu cầu thị trường, cảnh báo rủi ro các chuyên gia cũng cho rằng sự phát triển và ứng dụng công nghệ số trong ngành ngân hàng cũng đi kèm không ít thách thức về an ninh bảo mật về kiểm soát rủi ro về nguồn tài chính nhân sự do đó các ngân hàng cần đầu tư rất nhiều vì có thật sự hiểu nhu cầu khách hàng thì mới có thể chuyển đổi số hóa toàn bộ quy trình vận hành đây cũng là điểm mấu chốt được cho là quyết định sự thành công của chuyển đổi số trong thời gian tới của mỗi ngân hàng